Xin chào tất cả các bạn, các bác, các quý khách hàng đang xem video của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu cho các bác, các bạn, các quý khách hàng một chiếc xe lăn TCM 3 tấn chạy số tự động. Đang có chức năng là dịch càng, sang càng đấy ạ. Ba ki ba đao. Thì em này cái thì có thể chụp vào container nâng hàng được ạ. Rất là tiện lợi ạ. Xe thì được trang bị động cơ Isuzu, chạy là cực kỳ tiết kiệm ạ. Thì em xin phép được quay vòng quanh xe và nổ máy cho bác xem động cơ. Dài 2 mét ạ, chính xác thì là 2m1 ạ. Ba ki ba đao. Chức năng này thì zin theo xe luôn ạ. Và đây là động cơ của em đó, động cơ Isuzu. Xe rất là đẹp ạ. Giá của một em TCM 3 tấn rất là nhiều chức năng ạ. Dịch càng, thắt lưng, ba ti ba đao, phư công. Giá chỉ có hơn 200 một chút thôi ạ. Bác nào có nhu cầu rước em ra về thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để bên dưới góc màn hình. Ngoài chiếc máy ra thì bên em còn rất nhiều xe ạ. Bác đang quan sát. Đời cũ đời mới, dòng nào cũng có. Komatsu TCM. Giá thì rất hợp lý ạ. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để bên dưới góc màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.